Hello mọi người, thì tụi mình đang ở Shibui Cafe. Hello. Ở đây là nữa. Thì nói chung là tại được nghỉ nên tụi mình quyết định ra đây ngồi học bài. Thì ở đây có nước nè. Mình kêu là gì? Hojicha latte. Còn đây là cái gì? Chocolate. Hot chocolate. Gọi hot chocolate. Nói chung là ở đây đồ uống rất là ngon và cũng rẻ. Mọi người đang làm gì rồi? Từ sáng giờ là 2-3 tiếng rồi mà ở đây chưa có làm được gì hết mọi người. Nhưng mà ở đây giờ mới tới. Nói chung là cảm thấy cà phê đây đẹp nhưng mà hôm nay cái anh nhân viên nó hơi nguy hiểm. Nói chung là nhưng mà nói chung được lắm mọi người, cứ tới ở đây là quận 1 nhé, đây lên là có hết rồi. Yeah. Đây nha mọi người, tụi mình vẫn phải làm y trên trường luôn. Check in qua đây, học online với các bạn. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. Ok, mấy bạn thì mình làm bài xong rồi nha. Còn mấy chú Văn trong trường này thì vẫn chưa xong bài. Chưa để đăng đếp thì bài xong. Còn bài này thôi. Bài tiếp này của mình là higher level nên là mình cũng quen. Xem nhất chat thì mấy bạn vẫn đang học. Thank you. Chào mọi người. Thì hôm nay tụi mình, cái tuần này tụi mình tiếp tục được nghỉ học ở trường nha. Tụi mình đã nghỉ Tết phát 3 tại tụi mình cũng là học tháng vẫn phải học nghỉ học nhưng vẫn phải học online á, nên là chán quá. Tụi mình hẹn nhau ra quán cà phê làm và thì tụi mình chưa làm được gì hết mọi người ơi. Tụi mình chỉ đứng chụp hình thì làm cái này thôi là đã mất một tiếng ngồi đó mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đi ăn. Yay, bye bye. Mày không thể kể chuyện trong cái môi trường. Hiểu không? Mày không có kể chuyện trong cái môi trường gì được. Có hoạt động nữa. Hello mấy bạn. Hồi nãy tụi mình đi Grab, tụi mình gọi tới 65 Hồ Xuân Hương. Mà cô đó chở tụi mình tới Tú Xương. 65B Tú Xương. Cho nên tụi mình đi bộ quá trời đi bộ luôn. Đi bộ cũng chết luôn. Ủa là sao đó bạn? Giờ tụi mình đang đi ăn trưa ở Iron Steak. Thì mình gọi súp chanh. Đây cũng là bò súp chanh. Đây là bò súp tiêu. À không, đây là bò súp tiêu nha mọi người. Còn một mình thì nó mập quá, nó ăn 3 phần luôn. Đếp 2 phần. Chúc mọi người ăn ngon nha. Hello mọi người, thì sau khi tụi mình đi ăn trưa thì mình sẽ tới cái quán là Việt Coffee ở trên đường Tú Xương. Đây là số 57 Tú Xương nha. Thì tụi mình sẽ tiếp tục học 2 tiết buổi chiều ở đây. Mình uống trà trái cây nha mấy bạn. Đây cũng là trà trái cây. Đây cũng là trà trái cây. Ba trà trái cây. Alexis uống gì? Julie uống gì? Julie. Chị uống gì? Ok. Đây là giống như snack cho tụi mình trong học bài. Chờ tụi mình học đây. Bye bye. Ok mọi người ơi, giờ tụi mình đang tới tiết math nha mọi người. Đang livestream với cô dạy math. Math học xong update mọi người nha. Bye bye. Mọi người ơi, cô đây chạy tiệc nước. Mất wifi để làm bài nhưng mà nhìn tụi mình làm cái gì này nè. Trời ơi, chịu không nổi luôn á. Đúng cận cảnh. Hello Alexis, hôm nay bạn làm được gì? Julie, bạn làm được gì? Không làm được gì mà đã đi về. Làm được gì chưa? Cũng không làm được gì hả? Ok, mình cũng không làm được gì các bạn. Ngồi uống hết nước, ăn hết bánh mà không làm được gì hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này của tụi mình nha. Nếu các bạn thích video này hãy like, share, subscribe và đừng quên nhấn cái chuông kế bên nút subscribe để được nhận thông báo của chúng mình nha. Hãy subscribe.
lên. Đang trong mùa dịch thì mọi người hãy nhớ ra ngoài đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé. Hẹn nhé, bye bye.